tôi hát ngàn lời ca bao la hơn những cánh đồng. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát phong trào các địa phương, cơ sở. Người đã dành cho Đảng bộ và nhân dân Hà Nam tình cảm và sự quan tâm đặc biệt. Hai lần tỉnh Hà Nam vinh dự đón Bác về thăm. Nhiều kỷ vật khen thưởng cao quý mà Bác trao tặng đã trở thành động lực tinh thần để các thế hệ trên quê hương Hà Nam vững bước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đất nước đang trên đà đổi mới, hội nhập và phát triển. Hình ảnh và tình cảm của Bác dành cho Hà Nam luôn sáng mãi, ấm áp và thiêng liêng. Làng quê Cát Tường, nay là làng Cao Cát, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, nằm bên dòng sông sắt Yên Bình. 65 năm trước, chính tại nơi đây đã diễn ra phong trào thủy lợi đắp đập chống hạn cứu lúa và vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, động viên bà con nhân dân Bình Lục thi đua làm thủy lợi, cải tạo ruộng đồng, làm nên những vụ mùa bội thu trên quê hương chiêm trũng. Đấy là vào thời điểm miền Bắc khôi phục kinh tế, cải tạo xã hội chủ nghĩa. Tỉnh Hà Nam cũng như các tỉnh miền Bắc chung một tinh thần vừa sản xuất vừa chiến đấu. Địa lý Hà Nam lúc ấy được coi như là vùng trũng của châu thổ sông Hồng, còn huyện Bình Lục lại là cái rốn nước trong mạch tứ giác sông ấy. Vậy nhưng vụ đông xuân năm 1958, Hà Nam lại phải hứng chịu một đợt hạn hán kéo dài. Hàng nghìn mẫu ruộng của tỉnh và khu bạc cũ đứng trước nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng. Trước tình hình đó, một phương án táo bạo và quy mô lớn nhằm giải quyết nước cấy cho Hà Nam và một số huyện của Hà Đông được vạch ra. Đó là mở cống, lấy nước sông Hồng vào hệ thống nông giang liên mạc, tức là đập Cát Tường, để từ đó tỏa đi các trọng điểm lúa trong vùng. Đối với tỉnh Hà Nam, phương án này đòi hỏi phải có sự huy động nhân lực lớn tại hai công trường là Lý Nhân, Duy Tiên, với hai nhiệm vụ là đào mương dẫn nước từ đập Đội Sơn về Vĩnh Trụ và đắp đập Cát Tường để dâng nước cao đưa dòng chảy về đồng ruộng của huyện Bình Lục và Thanh Liêm. Là người luôn dành tình cảm trân trọng và quan tâm đặc biệt tới nông nghiệp, nông dân, khi nghe tin bà con nông dân Hà Nam chủ động phương án thủy lợi chống hạn cứu lúa, Bác Hồ đã hoan nghênh và có chuyến thực tế tại công trường Cát Tường, Bình Lục. Thực hiện lời dạy của Bác, chỉ chưa đến 5 ngày, nhân dân huyện Bình Lục đã hoàn thành việc đắp đập Cát Tường. Con đập dài 120 mét, bề mặt rộng hơn 2 mét, chắn ngang sông sắt, ngăn không cho nước đổ vào sông Ninh, tạo điều kiện giữ nước, cứu hàng nghìn mẫu lúa chiêm đang bị khô hạn. Và hình ảnh Bác ân cần, giản dị, động viên bà con nhân dân đắp đập, dẫn nước vào đồng trong buổi sáng ngày 14 tháng 1 năm 1958 đã trở thành thời khắc thiêng liêng của không chỉ với những người được chứng kiến, mà còn trở thành niềm tự hào của người dân đồng chiêm Hà Nam khi được đón Bác về thăm và khích lệ tinh thần sản xuất. Nhân dân được biết là Bác về động viên nhân dân đắp đập chống hạn cứu lúa thì cũng là một cái vinh dự lớn cho quê hương. Thế sau thời điểm đó thì cán bộ và nhân dân cùng hội Bố Não, nghĩa là hội Bố Não tổ chức trồng cây đa để tưởng nhớ ngày thời điểm Bác về thăm, ghi nhớ và tích cực học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cán bộ nhân dân một lòng theo Đảng, theo Bác và cũng về phát triển kinh tế thì cũng một ngày phát triển đi lên, bà con nhân dân thì trong địa phương cũng ổn định, từng bước ổn định và tập trung phát triển kinh tế trên những quê hương ngày càng giàu đẹp. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, con đập Cát Tường ngăn sông chắn nước vào đồng đã được khơi thông,
trả lại quy luật cho dòng sông sắt. Nhưng vẫn còn mãi trên vùng đất này những ký ức, những câu chuyện, những kỷ vật của Bác, và vẫn vang vọng một tinh thần, một khí thế của nông dân Bình Lục Hà Nam trong thi đua sản xuất và chiến đấu. Đến giờ phút này là tất cả các thế hệ trẻ của quê hương chúng tôi nó cũng là rất là tự hào. Mà đến giờ mừng một cái là bây giờ Đảng Nhà nước đã quan tâm đến mà tạo lên một cái di sản văn hóa đó rất là cổ kính, rất là thiêng liêng. Và nói đúng ra sang trọng và đẹp, học tập theo gương Bác Hồ. Bản thân tôi cũng ít nhiều cũng phải học. Bởi vì sao, nếu nói và tròn chỉnh được như Bác thì cả suốt học bao nhiêu đời cũng học nổi. Nhưng dù sao trong trái tim mình, trong suy nghĩ của mình cũng phải là lấy tấm gương của Bác để mà áp dụng trong thực tế cuộc sống. Khắc sâu lời dạy và ghi dấu sự kiện Bác về thăm. Năm 1964, nhân dân thôn Cao Cát đã trồng cây đa nơi người dừng chân. Và để đáp ứng nguyện vọng và tình cảm của nhân dân với Bác, năm 2011, được sự quan tâm của Trung ương và các cấp ngành, khu lưu niệm Cát Tường được khởi công xây dựng tại đúng vị trí Bác Hồ về thăm. Khu lưu niệm Cát Tường cùng với những công trình văn hóa khác là những tư liệu, những hiện vật quý, góp phần giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho người dân Hà Nam, nhất là thế hệ trẻ ngày nay. Đặc biệt, vào năm 2018, đúng vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng công nhận khu lưu niệm Cát Tường là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Chúng tôi cũng luôn luôn tự hào về truyền thống của quê hương và cũng luôn luôn nhớ lời căn dặn của Bác năm xưa để xây dựng quê hương Bình Lục ngày càng giàu đẹp. Thế và chúng tôi cũng đang tiếp tục hoàn thiện các cái thiết chế cũng như là các cái công trình ở khu vực lưu niệm của Bác để xây dựng cái khu lưu niệm này trở thành một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ người dân Bình Lục cũng như là trong cả nước. Thế và chúng tôi cũng đang tiếp tục quy hoạch để mở rộng, để có nhiều những cái khu mà trưng bày các cái kỷ vật cũng như là những cái hình ảnh và những cái tài liệu tư liệu để trở thành cái nơi mà nhân dân trong và ngoài nước có thể đến tham quan rồi tìm hiểu. Thế và đây cũng là một cái địa chỉ để chúng tôi luôn luôn phát huy và tự hào về truyền thống quê hương, luôn luôn nhớ những lời Bác dạy để phấn đấu xây dựng quê hương Bình Lục ngày càng giàu mạnh. Như một bảo tàng thu nhỏ, tại đây trưng bày những tư liệu, những thước phim về người. Trong đó nổi bật là những bức ảnh trắng đen ghi lại từng mốc sự kiện Bác Hồ về thăm Hà Nam cùng những khen thưởng mà người đã trao tặng. Mỗi hiện vật, mỗi bức ảnh là một câu chuyện của người Hà Nam với Bác, là tình cảm của Bác với người đồng chiêm. Hiện vật tuy không nhiều nhưng lại là nguồn tư liệu nối liền các thế hệ. Vinh dự hơn, trong số những thành tích đó có hình ảnh ghi lại thời khắc huyện Bình Lục nhận thi đua, huyện làm thủy lợi khá nhất. Đó chính là kết quả từ tinh thần lao động hăng say của tập thể xã viên Bình Lục đã góp phần đưa vùng quê từng được coi như cái rốn lũ của đồng bằng châu thổ sông Hồng trở thành đơn vị đạt thành tích cao trong sản xuất của miền Bắc. Không chỉ riêng lực lượng vũ trang, người cũng người con mà tất cả những người con Việt Nam chúng tôi đều rất là bồi hồi nhớ về những ảnh của Bác, là những người con của quê hương, rồi là người chiến sĩ cách mạng, bộ đội của Hồ. Với vinh dự đó thì chúng tôi lực lượng vũ trang của huyện Bình Lục thì từ chủ huy xuống đến cán bộ anh em công nhân viên của đơn vị luôn luôn nhớ về Bác và học tập và làm theo Bác, giáo dục cho mọi anh chiến sĩ trong đơn vị, rồi cả bản thân tôi cũng thế. Lúc nào mình phải có cái trách nhiệm với nhân dân, và đặc biệt là mình là người con của Bác Hồ thì lúc luôn 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 là phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ, rồi là phấn đấu để đạt được cái danh hiệu đó. Khi mà về đây mà xem cái tư liệu về Bác ấy thì cảm thấy rằng là rất tự hào là đã được Bác về thăm cái quê hương của mình,
và báo công dương bác để bác biết được những thành quả của đoàn thanh niên nói chung và những cái thành tích của đơn vị nói riêng. Đối với lực lượng công an nói chung ấy, thì là đều lấy cái 6 điều của bác dạy làm kim chỉ nam cho mọi hành động, và học tập theo bác ấy, là hàng năm là chúng tôi đều có kế hoạch để triển khai là học tập thực hiện theo cái tấm gương của bác để là cái cánh tay vững chắc của đảng. 65 năm đã trôi qua, vâng lời bác dạy, trên quê hương Bình Lục, tinh thần thi đua lao động sản xuất hăng say đưa đất Chiêm Khê năm xưa thành những cánh đồng mẫu lớn, những khu công nghiệp công nghệ cao cho thu nhập hàng trăm triệu một hecta. Nhân dân đồng Chiêm Bình Lục nhớ bác, học bác bằng những việc làm thiết thực. Trên hành trang xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, họ đang mỗi ngày cống hiến cho công việc, thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống, bảo vệ quê hương, đưa huyện Bình Lục trở thành huyện nông thôn mới. Mình rất vui mừng và phấn khởi, rất may mắn là hôm nay mình lại qua đây đến thăm cái nơi di tích Bác Hồ đã về đây. Trước đây mình đã về rồi, bây giờ thay đổi nhiều quá, mình cảm thấy bất ngờ. Nó cũng thay đổi như quê hương Đồng Du của mình. Trước có 9-10 cái dốc qua đấy, nhưng bây giờ dốc nào cũng phẳng lì và cũng thuận tiện cho mọi người qua lại. Cho nên mình thấy không những ở đây thay đổi mà quê mình cũng thay đổi, và toàn Bình Lục mình đi, đồng ruộng, đường xá, cái gì cũng thay đổi cả. Tháng năm lại về, ký ức về bác càng trở nên thiêng liêng, và khu lưu niệm Cát Tường, nơi bác đã về thăm, đã trở thành địa chỉ đỏ, trung tâm văn hóa cộng đồng cho mọi tầng lớp nhân dân Bình Lục nói riêng, người dân Hà Nam nói chung, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực. Tưởng nhớ về bác, Hồ Chủ tịch kính yêu của dân tộc Việt Nam, các thế hệ cháu con học và làm theo bác, về báo công dâng bác. Không chỉ là địa điểm sinh hoạt chính trị, giáo dục, tư tưởng, khu lưu niệm còn là trung tâm văn hóa phục vụ cho các hoạt động, sinh hoạt chính trị, giao lưu, giáo dục truyền thống, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tình cảm của nhân dân với Bác Hồ kính yêu. Được trở về đây xem những thước phim về Đảng, về Bác Hồ thì bản thân thấy rất là vinh dự, rất là tự hào và rất là xúc động, tạo cho mình cái động lực để tiếp tục phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương của người. Và với vai trò vị trí của mình thì luôn luôn là động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt cái chấp hành tốt cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và cùng với hệ thống chính trị để xây dựng quê hương thị trấn Bình Mỹ ngày một giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng với huyện Bình Lục là về đích nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2025. Đất nước nghiêng mình, đời đời nhớ ơn. Khu lưu niệm Cát Tường, nơi hội tụ tinh thần tập thể thiêng liêng mà bác đã khơi nguồn 65 năm về trước, này đã trở thành di sản của các thế hệ cháu con trên mảnh đất này. Mang theo tình yêu thương và những lời căn dặn của bác bằng những việc làm thiết thực, các thế hệ trên đất Hà Nam đã và đang xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần cùng cả nước tô đẹp thêm cho những trang sử vẻ vang của dân tộc. Lên phía trước rực màu cờ sao, Hồ Chí Minh.